Hello, xin chào các bạn. Nói như thế nào nhỉ? Nếu mà các bạn muốn tìm một cái điện thoại mà rẻ, khoảng 1 triệu mà chơi được tất cả các game mạnh nhất hiện nay, không game nào là không chơi được, và không quan tâm đến chụp ảnh selfie tự sướng, quan tâm đến pin trâu là một này, chơi tất cả các game là hai này, thì đây, chiếc điện thoại này chính là chiếc điện thoại bạn cần tìm, Motorola C. Chính xác là những cái con số nó không nói lên điều gì cả, như là chip MediaTek hay là RAM 1GB ấy. Nếu mà các bạn nhìn những con số đấy thì các bạn không nghĩ rằng có thể chơi được game đúng không? Trong video này mình sẽ test cho các bạn chơi được tất cả game luôn. Nhược điểm của con này thì mỗi tội là camera nó hơi cùi và màn hình nó không được sắc nét lắm. Nhưng mà bù lại là tuy RAM có 1GB và chip MediaTek nhưng mà chơi được hết tất cả game, mình khá là ngạc nhiên luôn. Nói chung là chơi hầu hết tất cả game như GTA, Aspan, FIFA v.v. Chúng ta sẽ nghe thử nha. Vâng, đấy, thêm một nhược điểm nữa là loa lại để ở đằng sau rồi. Thì khi chúng ta để xuống bàn thì nó sẽ bị nhỏ đi thôi. Ok, loa nghe bên ngoài thì rất là to, đó là loa nhá. Và chúng ta sẽ test từng game một. Đầu tiên đó là game Liên Quân Mobile. Không ngờ một chiếc điện thoại ra 1GB để chơi được tất cả game. Chúng ta sẽ xem độ mượt của nó như thế nào nhá. Game đầu tiên là Liên Quân Mobile, game được rất nhiều bạn trẻ chơi, từ thanh niên đến trẻ trâu, rất là nhiều. Vâng, hôm nay thứ bảy chủ nhật, rất nhiều trẻ trâu vào chơi. Nhạc to quá. Ok, mình sẽ canh các kiểu cho các bạn xem. Alice đi, vừa mua Alice xong. Canh combo các kiểu không giật lát luôn. Câu nói rất là quen thuộc. Mình nghĩ trong tầm tiền thì con này vô đối rồi. Các bạn xem tốc độ nhanh chưa, 25% rồi.
Đấy các bạn thấy không? Không một tí giật lag cả luôn nhá. Quá ngon luôn. Mượt. Không ngờ ra một game mà lại chạy mượt như này luôn. Thôi thôi thôi. Đấy, ganh các bạn, không bị lag. Mình đang test máy thôi, nếu không chạy lại thắng chắc. Ok, đó là game đầu tiên, game liên quân. Chúng ta sẽ test game tiếp theo, đó là game Vita. Game này mình thấy là quá là bình thường và không thấy hiện tượng giật lag gì luôn, chạy rất là mượt. Và bạn nào muốn mua cái điện thoại này thì mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video này nhé, hoặc là trong comment video. Game này mượt lắm, chả giật lag gì đâu. Nói chung là test game này thì quá là bình thường luôn. Sắp tới 20.000 subscribe mình sẽ tổ chức một cái event tặng điện thoại này nhá. Game này thì hơi nhẹ, mình sẽ test game khác nặng hơn. Game vừa rồi là game FIFA Mobile. Và game tiếp theo cũng là đá bóng đi. Trong tỷ lệ mới test GTA Dream Language, game nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Chưa dán màn hình nên nó hơi bụi thì anh em thông cảm. Game này thì cực kỳ nổi tiếng rồi anh em ơi. Thực sự mình vào mấy game đá bóng này cảm giác như nó không làm khó được cái điện thoại này ấy. Đấy, các bạn có thể chơi được trên tay cầm hoặc là sử dụng các phím cảm ứng luôn. Rồi, nói nhiều quá, vào luôn nào. Dê ra ngoài biên luôn. Đấy, rất là mượt nhá. Rồi lại hướng dẫn gì đây? Phòng thủ này. Vừa soạc. Rồi. Ăn thẻ luôn. Một cái thẻ vàng. Đấy, rất là mượt luôn. Đấy các bạn này. Không bị độ trễ hay bị giật gì cả. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ sang game tiếp theo nhá. Toàn game nặng anh em. Game tiếp theo là GTA đi. Game này thì rất là nổi tiếng. Gangster Vegas. Bản miễn phí free.
quá là mượt luôn. Đây là thực tế. Chuyển hết các game. Mượt luôn. Đấy, anh em. Đấy. Đang bị truy lùng. Thấy á, các bạn thấy những cảnh đâm nhau không bị nói chung là không bị giật tí nào cả ấy. Đó. Rất là mượt. Đảm bảo các dòng máy khác mà RAM 1GB không chạy nổi mấy game này đâu. Mình không ngờ cái máy này nó lại tối ưu lại mượt như thế. Chiến được tất cả các game luôn. Đó. Anh em thấy nào? Ok, game GTA này là một game rất là nặng nhá. Ok, mình sẽ thử một game cuối cùng nhá, là game Template Run. Chính xác là Template Run 2. Nói chung là ok, rất là mượt luôn. Nói chung mấy game này thì không nhằm nhò gì cả. Và như vậy là video này mình đã giới thiệu tới demo tất cả những cái game nặng chơi trên con mô tô này. Và với giá khoảng hơn 1 triệu, bây giờ là hơn 1 triệu rồi. Thì mà chiến được tất cả các game thì quá rẻ rồi. Theo mình nghĩ là rẻ nhất ở thời điểm hiện tại. Đợt các bạn mua sắm thì giá sẽ dưới 1 triệu, nhưng bây giờ hơn 1 triệu rồi. Con này là Motorola C nha anh em. Anh em muốn mua thì mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video trong comment video này. Úi dồi ôi. Úi dồi. Quái vật nó đuổi anh em ơi. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Ăn thử đấy. Cái này là phải lắc. Rồi, rất là mượt luôn. Mượt mà luôn, pin trâu luôn, thoải mái 1-2 ngày. Rồi. Rồi, nếu anh em không muốn mua thì đợi 20.000 subscribe mình sẽ tổ chức một cái event nhá. Nhưng mà chỉ có một con điện thoại thôi. Sẽ tặng cho một bạn may mắn nhất. Như vậy là rồi, rất là đẹp. Úi dồi ôi, xít chết. Đấy, rất là mượt luôn, các bạn nhìn không có độ giật gì cả. Không bị giật gì cả. Úi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cuối cùng, các bạn cảm thấy video hay, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình, cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nhé. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vâng, đây chính xác là một sản phẩm ngon bổ và rẻ. Bye bye.